Ngày hôm nay trong clip này mình xin được chia sẻ với các bạn 3 bước tiệt trùng bình sữa với máy tiệt trùng của Nút. Thì đầu tiên mở cái máy tiệt trùng bình sữa Nút ra thì mình sẽ thấy một quyển sách hướng dẫn ha. Rồi bên cạnh đó là cái phần máy tiệt trùng. Rồi ok, mình để cái phần hộp tiệt trùng sang một bên. Thì mở cái phần máy tiệt trùng này ra thì nó có những bộ phận chính sau đây. Thứ nhất đó là phần nắp máy, tiếp đó là phần thân máy, và đó là cái phần giá treo bình. À đây là cái phần kẹp gấp bình ha. Rồi còn đây là phần khay đựng chính. Thì khay đựng này nó có hai phần, phần thứ nhất là phần khay đựng chính, phần thứ hai là cái rổ để đựng những cái phụ kiện đi kèm. Rồi đầu tiên để sử dụng cái sản phẩm này thì mình giới thiệu sơ qua cái các bộ phận của máy. Thì đây là cái mặt đáy ha của máy, đây là cái nút nguồn để mình bật lên, còn phía sau là cái phần nút bật tắt nguồn, và đây là dây dẫn nguồn với cái phích cắm hai chấu khá là phổ thông. À, cái mặt đế được gia cố thêm cái phần đế cao su để bám trên những cái bề mặt trơn trượt, cho nên khi mình đặt xuống mặt bàn thì mình cảm giác là rất chắc chắn. Thì đầu tiên để sử dụng cái sản phẩm máy tiệt trùng này á, thì mình sẽ gắn những cái giá phơi này vào bên trong cái phần khay đựng chính. Ok, để mình mở này ra. Thì cái cây giá đựng này thì nó có khoảng 6 cây, thì mình sẽ gắn vào 4 cây thôi. Thì cách gắn cũng khá đơn giản thôi, mình bóp nhẹ cái phần đầu để gắn vào cho nó dễ. Rồi lần lượt mình sẽ gắn 4 cây lên trên cái phần giá đựng này. Rồi ok, mình đã gắn được 4 cái cây đựng lên, và tiếp tục là mình gắn cái phần mà rổ đựng phụ kiện ha. Rồi mình để sang một bên. Rồi bây giờ để bắt đầu cái quá trình tiệt trùng á, thì mình trước tiên mình sẽ sử dụng một cái bình sữa để mình đọc khoảng 110ml nước sạch để đổ vào bên trong cái lòng máy này. Rồi mình đổ hết vào ha. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái rổ đựng phụ kiện để mình đặt vào bên trong cái lòng máy. Rồi tiếp theo mình sẽ cho những cái phụ kiện mà cần tiệt trùng vào, ví dụ như là bình sữa nè, bình sữa cô nhỏ, bình sữa cô rộng, hoặc là bình sữa dung tích nhỏ, dung tích lớn gì mình đều có thể tiệt trùng được hết. Tiếp theo là những phụ kiện như là ti, ti thay, ti ngậm, nắp bình sữa, cổ chai, hay thậm chí có thể là những cái bát nếu mà mình vẫn còn cái chỗ trống. Rồi tiếp theo mình sẽ đẩy cái phần nắp này vào. Rất dễ dàng đúng không các bạn? Rồi công tác cuối cùng của mình là mình cắm cái phần nguồn vào trong máy. Rồi ở phía trước có nút trắng thì mình nhấn vào ha. Nếu mà các bạn nhấn vào cái nút trắng này á, mà mình thấy nó vẫn chưa lên đèn, thì mình sẽ bật cái công tắc phía sau của máy lên, đó là cái công tắc on off. Mình bật lên thì đèn bắt đầu nó sẽ sáng. Thì cái quy trình tiệt trùng này nó sẽ mất khoảng 6 phút thôi. Thì sau 6 phút này cái đèn này nó sẽ tự động tắt. Thì khi mà đèn tắt thì mình sẽ bắt đầu mình chuyển cái công tắc phía sau máy á, thành off sau khi mà đèn tắt. Rồi lúc này mình chỉ cần việc mở cái nắp máy tiệt trùng ra. Rồi mình dùng cái kẹp gấp bình á, để mình gấp những cái phụ kiện bình sữa hay là đồ dùng ra để cho nó khỏi nóng tay mình thôi. Cũng khá đơn giản đúng không các bạn? Rồi xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.